Hướng đến Ngày Khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép cho người khuyết tật nhằm góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người khuyết tật, giảm bớt gánh nặng cho xã hội và giúp người khuyết tật hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Từng làm qua rất nhiều việc, nhưng đến nay chị Phạm Thị Lan vẫn chưa có một công việc ổn định. Khuyết tật ở chân khiến chị gặp nhiều khó khăn khi đi xin việc tại các doanh nghiệp xa nhà. Trước thì mình đi xin việc thì khó, nhưng mà bây giờ thì mình được tham gia những phiên giao dịch việc làm ấy, thì mình đi tìm kiếm những việc làm ấy thì rất là phù hợp. Nhưng mà mình cảm thấy là phù hợp rồi, nhưng mà đến lúc mà mình cái nơi để mình đến mình làm ấy thì nó lại xa quá. Với mục đích giúp người khuyết tật tham gia hiệu quả vào thị trường lao động, dự kiến trong năm 2015, Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hà Nội sẽ tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm lồng ghép cho lao động khuyết tật. Tại phiên giao dịch này, 37 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia với nhu cầu tuyển dụng khoảng 300 lao động khuyết tật. Trong đó, không ít chủ doanh nghiệp là người khuyết tật đã vươn lên khẳng định trong cuộc sống. Công ty được học với chương trình đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật của tổ chức UNICEF với cả trường tin học ETIN. Thì sau khi học xong thì tôi có đi làm một số nơi và có thêm chút ít kinh nghiệm, thì bây giờ tôi quay lại để mở một doanh nghiệp riêng cho mình. Giờ hiện tại là tôi đang có nhu cầu là tuyển thêm một số bạn khuyết tật để về đào tạo, và có thể là anh em cùng làm xây dựng một mô hình, một môi trường thân thiện của người khuyết tật. Sở Lao động Thương binh Xã hội đề ra rất nhiều giải pháp. Thứ nhất là tạo việc làm cho người lao động nói chung, trong đó đặc biệt quan tâm đến giải quyết việc làm cho những đối tượng chính sách, trong đó có người lao động người khuyết tật. Như là cụ thể, 2014 đã tổ chức phiên giao dịch việc làm dành riêng cho người khuyết tật là 3 phiên. Năm nay thì có tổ chức phiên dịch việc làm lồng 4 phiên dành riêng cho người khuyết tật để tạo cho người khuyết tật có cơ hội để tìm được công việc làm như ý. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, hiện Việt Nam có khoảng hơn 6 triệu người khuyết tật. So với những nhóm lao động khác, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm khuyết tật cao hơn nhiều, lên tới 30%. Do đó, để cải thiện tình hình, đòi hỏi sự nỗ lực, phối hợp của tất cả các cấp ngành, đơn vị liên quan và bản thân người khuyết tật để giúp người khuyết tật ổn định cuộc sống.